Dương nổi nay bốc tàn bại, chủ đề là du lịch. Tôi đã nổi về du lịch ở Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ nói về du lịch ở Hà Nội. Tôi đã đi về Hà Nội năm lần. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội có Hoa Kiếm, Tài Hồ. Hà Nội Hà Nội là tốt tốt tôi đã đi để Hà Nội bằng bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Tăng tuần nhất bay 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 cung cung hàng của Hà Nội là xa xa từ Hoa Kiếm, Tài Ổn, Tài Hồ. Tôi sử dụng xe buýt để đi Hoa Kiếm. Các sàn như các sàn và khách sạn là tôi đi du lịch bằng xe buýt. Hà Nội xe buýt xe buýt Hà Nội xe buýt Hà Nội chúng ta có thể đem Tam Bộ Hà Nội. Tôi thích đi bộ ở Hoa Kiếm. Hoa Kiếm là nổi tiếng như du khách đi bộ Hoa Kiếm ở Hoa Kiếm. Lúc tôi như nhồi thích ông bia ô dung 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 bia bia Hà Nội là nổi tiếng bia Hà Nội là nổi tiếng ở
Hà Nội. Tôi thích ẩm thực Hà Nội. Vốn ra Hà Nội là nổi tiếng phổ biến. Về thuốc hôm nay tôi nói du lịch Hà Nội. Tôi có cậu nhiều tôi là cao mỗi hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề chùa Bết Lô là Hà Nội. Tôi đã chúng đi Hà Nội nhiều lần. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội có nhiều phố cổ nổi tiếng và tôi rất thích đi bộ khám phá các con phố ngày phố này. Hà Nội là trung tâm văn hóa chính trị của Việt Nam. Hồ Tây có nhiều danh lam thắng cảnh di tích lịch sử và văn hóa đặc sản. Hà Nội cũng nổi tiếng với ẩm thực phong phú và nông nghiệp. Tôi thích đi dạo ở quanh phố Hoa Kiếm và tham quan trà chiêm lịch sử như văn miếu quốc tử giám, văn miếu quốc tử giám, văn miếu quốc tử giám. Hà Nội cũng có nhiều quán ăn nóng và các món ăn đặc trưng như phố bún chả. Những ai yêu thích văn hóa và lịch sử Việt Nam chắc chắn sẽ thấy Hà Nội là một điểm đến thú vị và đáng nhớ. Tôi thích nói về phản hồi từ AI. Phản hồi từ AI. Phản hồi từ AI là tốt nhất về Hà Nội. Tôi có phản hồi từ AI. Sau tôi đã dùng nổi về du lịch Hà Nội. AI giúp tôi cải thiện về tôi nói chuyện về du lịch Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội là lịch sử phong phú, quốc nhiều quốc gia gắn ô Hà Nội. Hà Nội có ví dụ Hoa Kiếm, Tây Hồ,
Hà Nội là thành phố lớn, Hà Nội là nổi tiếng, các sản quá, tôi đọc phản hồi từ AI về Hà Nội, AI giúp tôi hiểu biết về Hà Nội văn hóa lịch chi đi, tôi thích, tôi có thể nói câu chuyện về Hà Nội. Hà Nội là số đông, nhưng nói thành phố Hà Nội là sử dụng xe máy, tôi sẽ có thể, tôi có thể sẽ có thể gồ cao môi sử dụng AI, tôi có thể cao môi. Đồ ăn bán tà chính xóa. Tôi thích mua về Hà Nội từ AI là thu nhật. Về Hà Nội, tôi có phản hồi từ AI sau khi đã nói về du lịch Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Ở Hà Nội có nhiều dân làm tăng cảnh và trẻ chiếm nổi tiếng. Hà Nội có nhiều phố, có nổi tiếng, và tôi rất thích đi phố khám phá khu công phố này. Hà Nội là trung tâm văn hóa và chính trị của Việt Nam. Tôi nhận thức phản hồi từ AI về Hà Nội trước tôi cải thiện kiến thức về thành phố này. Tôi thích du lịch Hà Nội và có thể nói chuyện về văn hóa lịch sử và các trải nghiệm du lịch tại đây. Tôi sử dụng Google Voice Typing và nhận phản hồi từ AI để cải thiện phát âm và các sử dụng vương tiện về quả mình. Việc sử dụng AI giúp tôi học và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Xong.